Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Vòng tay nhân ái, nhịp cầu kết nối yêu thương của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Quý vị và các bạn thân mến, những hoạt động thiện nguyện trên địa bàn và những vòng tay nối kết cùng san sẻ âu lo với những mảnh đời khốn khó là những thông tin mà Vòng tay nhân ái tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục hôm nay. Là đơn cầu cứu của hai mẹ con, em Thân Thị Thanh Thủy tại thôn Lâm Tuyền, thị trấn Đờ Lăng, huyện Đơn Dương. Hơn 20 năm mang chứng bệnh u xơ thần kinh, khiến toàn thân mang u, cả gương mặt biến dạng trầm cảm chịu. Đau đớn do gia cảnh không thể chạy chữa là số phận khắc nghiệt mà Vòng tay nhân ái muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn, những trái tim nhân ái luôn theo dõi chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, khối u đã kéo xuống cầm và che luôn một con mắt. Của Thủy, cô gái 24 tuổi, hiền lành tội nghiệp, không một tương lai, không một hy vọng. Và gạt đi mặc cảm, em vẫn gắng gượng từng ngày để sát bớt gánh nặng mưu sinh trên vai mẹ. Người mẹ cũng tật bệnh, khổ đau trăm bề. Thủy vẫn đi làm khi còn có thể. Dù với người con gái, một khuôn mặt biến dạng là điều xót xa đau đớn nhất mà em muốn giấu đi. Sợ lắm khi bị ai bắt gặp. Thương mẹ, Thủy đã vượt lên trên tất cả. Bởi có lúc ngay cánh đồng này, mẹ em đã nhiều lần ngất đi vì kiệt sức. Mẹ thấy thương mẹ, đại mẹ bắt quản nuôi tôi con không đó. Để em mong ước có tiền để cho bệnh. Còn người mẹ này, chồng mất, một nách nuôi 4 đứa con và một mẹ chồng bệnh tật. Suốt quãng đường ấy, người mẹ nghèo mang đủ loại bệnh trong người, trong đó có cả loại bệnh giống con mình. Thế nhưng điều chị ước ao chỉ là hãy cho Thủy, con gái chị một cơ hội có được một khuôn mặt lành lặn. Dạ, giờ cái đau xót lo lắng cho nhất là em lo lắng cho con nó bệnh tình vậy đó. Em mơ ước đẹp ra để đi trị bệnh cho nó. Giờ em vẫn còn khổ rồi vậy. Làm ăn, ba mẹ con, bốn mẹ con làm ăn vất vả ba ngày thôi. Nên cũng chưa có tiền có để đi trị bệnh cho nó cháu. Ở thôn Lâm Tuyền 2, hàng xóm chia sớt với gia đình khốn khổ này bằng mọi điều có thể. Từ bơ gạo, mớ rau cho đến công việc làm. Dù biết sức của Thủy và mẹ chẳng thể bằng một nửa lao động bình thường. Nhờ sự đùm bọc ấy, mẹ con chị Dượng mới có thể duy trì cuộc sống qua ngày. Thế nhưng để đẩy lùi căn bệnh quái ác thì chân ấy không đủ. Và suốt hơn 20 năm qua, những đớn đau mà mẹ con chị phải chịu đựng cứ làm nghẹn thắt những bà con chòm xóm Lâm Tuyền 2. Ai cũng thương ở đây, ai cũng thương anh em, tất cả ai cũng thương. Hàng xóm láng giềng ở đây mà thấy cái cảnh này thấy tội quá, thấy đau xót quá, mà một mình mẹ làm lo bà con không nổi, cha thì mất, thì bây giờ cũng nhờ cấp trên để mà phụ cho cháu để mà cho chữa bệnh, thấy tội. Hàng xóm này họ cũng giúp đỡ ghê lắm, ví dụ nhiều lúc ngặt nghèo họ cũng cho mượn đồ làm là cho họ rồi vậy, thấy cũng tội lắm mà không biết làm sao. Chị cũng mong muốn là tất cả những mạnh thường quân ở các nơi, nếu mà trường hợp giúp đỡ được, chị mong muốn giúp đỡ được để mà giải phẫu đường mắt cho em Thân Thị Thanh Thủy này. Đó là điều mong muốn, là chị cùng hội cấp trên cũng đã đi hỏi nhiều nơi, cũng là xin nhiều nơi, nhưng mà cũng chưa có ngã ngũ gì hết á. Cũng lâu nay nói chung là quan trường hợp này đã là tìm hiểu, và mình cũng tìm hiểu để mà mình để mọi sự giúp đỡ đó. Nhưng mà rốt cuộc thì cũng được cái gì hết. Chỉ có là bằng những cái quà tinh thần. Phần đời của cô bé nghèo mang tật bệnh cần lắm những tấm lòng sẻ chia đùm bọc.
vị và các bạn thân mến, nhân dịp Ngày Quốc tế Người Hiến Máu năm nay, chương trình vận động hiến máu có quy mô lớn nhất Hành Trình Đỏ lần thứ 7 đã chính thức bắt đầu từ ngày 13 tháng 6 và kéo dài đến hết ngày 28 tháng 7 với sự tham gia của 39 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây là năm đầu tiên chương trình được tổ chức trong thời gian dài nhất với sự tham gia của nhiều địa phương nhất. Trong đó, Lâm Đồng là một trong năm địa phương trên cả nước đã tham gia xuyên suốt trong cả 7 kỳ Hành Trình Đỏ. Xuyên suốt 7 kỳ Hành Trình Đỏ, Lâm Đồng là một trong năm địa phương tiêu biểu của cả nước đã tham gia tích cực bằng những nghĩa cử cao đẹp, hiến máu, cứu người. Khởi đầu năm 2013, Hành Trình Đỏ Lâm Đồng đã tiếp nhận được hơn 1.190 đơn vị máu. Thì đến năm 2019, con số đơn vị máu tiếp nhận được đã lên tới 1.854 đơn vị. Qua 7 năm, tổng số đơn vị máu đã được hiến trên toàn địa bàn tỉnh là 10.443, tương ứng với hơn 10.400 lượt người hiến máu với chất lượng máu đủ điều kiện hiến. Trong đó, ngoài các Hành Trình Đỏ của tỉnh tổ chức tại trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, thì nhiều Hành Trình Đỏ mini đã được nhiều địa phương chủ động tích cực tổ chức, tiêu biểu như các huyện Lâm Hà, Đơn Dương và huyện Cát Tiên. Toàn bộ số đơn vị máu đã tiếp nhận qua các Hành Trình Đỏ đã được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Huyết học Truyền máu Trung ương để cứu sống nhiều người bệnh. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần qua, chuyên mục Vòng tay nhân ái và hộp thư bạn nghe đài của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của những tấm lòng nhân ái muôn nơi dành cho những mảnh đời khốn khó. Vòng tay nhân ái xin thông tin về những tấm lòng thiện nguyện đã kết nối với chương trình từ ngày 18 tháng 6 đến ngày 24 tháng 6 năm 2019. Bác Phạm Thị Lý, 68, Ngô Thời Nhậm, phường 4, Đà Lạt ủng hộ 500.000 đồng. Chị Vũ Thị Hương, 12 Đa Minh, phường 5, Đà Lạt, ủng hộ 25 kg gạo và 1 triệu đồng. Bác Nguyễn Văn Tám, chung cư Khe Xanh, phường 10, Đà Lạt, ủng hộ chị Lệ ở Trạm Hành 1 triệu đồng. Anh Nhân, Vạn Hành, phường 5, Đà Lạt, ủng hộ 1 triệu đồng. Anh chị Phong Mai, 18/3 Hoàng Diệu, phường 5, Đà Lạt, ủng hộ 400.000 đồng. Phật tử Chùa Từ Thuyền, phường 2, Đà Lạt, ủng hộ 1 triệu đồng. Gia đình hai cháu Phúc An, Bảo An, 11B Hoàng Diệu, phường 5, Đà Lạt, ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình hai cháu Lục Bạch Duệ và Lục Bạch Hạo ở Bắc Kinh ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình anh Sửu, 77/40 Phan Bội Châu, Đà Lạt, ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình Sero Kim Quyên ở Italy ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình cháu Kim Ngân ở Mỹ ủng hộ 100.000 đồng. Hai cháu Harry Louis ở Mỹ ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình cháu Minh Nhật ở Mỹ ủng hộ 100.000 đồng. Chị gái hàng cá chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Thanh hàng cá chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Thủy bán chả cá chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Vân hàng cá chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Bé Tài hàng rau chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Hai cháu Nguyễn Đình Gia Quân và Nguyễn Phúc Bảo Trân, 380 Nguyễn Tử Lực, phường 8, Đà Lạt, ủng hộ 200.000 đồng. Hai cháu Hồ Vũ Bảo Nghi và Hồ Vũ Khôi Nguyên, 51/5 Pha Đình Phùng, Đà Lạt, ủng hộ 200.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Kim Ngọc, hàng sau, chợ Đà Lạt, ủng hộ 100.000 đồng. Chị Kim Anh bán cà phê chợ Đà Lạt, ủng hộ 100.000 đồng. Hai cháu Ngân Liên Quang Sang và bé Ngân Giang Đà Lạt, ủng hộ 100.000 đồng. Cháu Trần Bảo Quyền, 51/5 Pha Đình Phùng, Đà Lạt, ủng hộ 100.000 đồng. Cháu Trần Nhật Khánh Nhi, 51/5 Pha Đình Phùng, Đà Lạt, ủng hộ 100.000 đồng. Chị Ánh, hàng cá chợ Đà Lạt, ủng hộ 100.000 đồng. Quý vị và các bạn thân mến, từ những chia sớt, những hành động ấm áp, nghĩa tình của quý vị và các bạn, những số phận éo le trong chương trình sẽ được tiếp thêm cơ hội, nghị lực để vượt lên nghịch cảnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chuyên mục Vòng tay nhân ái. Và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.